Là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ từ mọi miền Tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip gồm máy câu vải cho anh em. Máy này có giá công khai tầm khoảng 350k đổ lại thôi, không có cao hơn nữa đâu. Rồi đếm vô cụ thể từng cây từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng không giống như em quảng cáo quay trong clip thì anh em có thể trả về cho em. Phí ship mặc định bên em thì tầm khoảng 30k một đơn đối với máy này. Rồi, đem vô máy thứ nhất cho mọi người. Đây là một cặp máy lông cát hàng của Korea, hàng của Hàn Quốc nha anh em. Xe tương đương với xe 2000, cặp này xe tương đương với 2000. Cứ cứ theo máy. Cặp này chuyên cho anh em đi câu cá nhỏ thôi, đi câu dạt bờ biển rồi, đi câu cá tôm, câu cá mè, câu cá trắng. Lấy cước ok, câu cháp câu gì cũng được, cho anh em tập câu cũng được. Nói chung là cặp này cho anh em câu quặt. Đây, cặp này xây 2000 đó. Này là hàng bằng carbon hết nha anh em, nhựa carbon. Gato nó là 5.1 nha anh em. Một bên sống hết, lấy cước ok hết, hoạt động ok không lỗi. Cặp này có giá là 300k nha anh em đó. Cặp số 1 300k. Tiếp theo là cặp máy số 2. Cặp máy số 2 gồm một máy Ryobi. Máy Ryobi nội địa. Đó, Ryobi. Nè, máy này em chưa vệ sinh được thấy không? Bụi đóng. Nói chung này con này khá là ok. Ryobi Long Master 2000. Con này xây tương đương với xe em, nếu xe đo cước xây tương đương với xe 3000 4000. Đó. Còn khá ok, khá mới. Hoạt động ok nha anh em. Đó. Anh em mua câu tôm câu tra cũng được. Con máy đi cùng với nó là một con EC. Hàng này hàng của ai mà không biết luôn. Xây con này tương đương gơ vào tầm khoảng 2000 2000 3000. Máy thì hoạt động bao ok, bao lỗi chân chu, nó thấy không? Đó. Mô bên thì mô bên sống. Lấy cước ok. Quay ngược ok nè, quay tới ok. Có nhôm nha anh em, còn khá là sắc. Cặp này còn khá là sáng. Rồi, giá công khai cặp này luôn nha anh em, giá công khai cặp này vẫn là 300k. Tiếp theo là một cặp máy bãi. Một cặp con thứ nhất là một con Daiwa. Con Daiwa XT 7500. Máy hoạt động ok. Quay tái ok, quay ngược ok. Tay quay ship cho được nha anh em. Đồ bên sóng. Máy cứ ok. Máy tiếp theo là một con Ryobi. Con này xây tương đương với tầm 2000. Hoạt động ok nha anh em. Nói chung những máy bãi hoạt động như vậy quá ok rồi. À. Mô bên sóng. Đây cứ ok, đó. Đó, tập này khá ok. Rồi, giá công khai cặp luôn nha mọi người. Cặp này có giá là 320 ngàn. Đó. Cặp thứ ba 320 ngàn. Tiếp theo sẽ là cặp số 4. Cặp số 4 gồm hai máy của Korea, hàng máy của Hàn Quốc. Citat. Mô bên sống. Con này dòng tua 5.1.2. Còn khá là ok, mắc cái nắp bên đây. Hoạt động ok. Vậy nó ra nó quấn. Mô bên sống nha anh em. Con này sử dụng tay quay là tay quay ốc, tay quay đề cao. Nó biết máy bãi nó sử dụng đề cao luôn đó. Em để vô quay vô thôi. Con này là con đua chuột, xả mưa pin mình đua chuột nha anh em. Máy con này sẽ tương đương với xe tầm 2000. Máy tiếp theo là một con cũng cùng đời đó luôn, một con của Korea. Đó. Xây con này tương đương với gơ vào tầm khoảng
vào tầm khoảng 4.000, 4.000, 5.000. Máy còn khá là ok nha. Đó. Máy hoạt động trơn tru. Cước đi theo nồi luôn nha, cước đi gắt mới. Ở bên sóng nha mọi người. Ở bên sóng. Đấy, cước ok. Tay quay gặp thì anh em xả ốc bên đây gặp lại nha. Đó. Rồi. Đó, sơ được qua ngoại hình con này. Đó. Cặp này có giá ra đi khoảng là 320k nha anh em, 1 xây 2.000, 1 xây 4.000. Tiếp theo sẽ là máy số 5. Một con máy Gren hàng hai mặt đạn. Con này xây tương đương với xây 1.500 nha anh em, mua bên sóng, mua bên số nha. Đó. Máy hoạt động thì bao ok, không lỗi. Đó. Hoạt động nè, đó. Còn gì phải bàn nữa. Con này thông số cước sẽ là cước 1.50 130 m, xây tương đương với xây 1.500. Đó. Hàng Thái Lan xuất Nhật nha mọi người. Đó. Hàng khá là bóng. Rồi, giá công khai con này luôn, giá công khai là 250k. Giá này là giá bèo nhẹ luôn nhé. Tiếp theo xe máy số 6. Máy số 6 là một con Long Cat. Hàng này có xe tương đương gơ vào tầm khoảng 5.000, 6.000. Cứ 5 được 200 m, cứ 6 được 150 m. Ừ. Hàng này là hàng carbon nha anh em. Carbon combo men. À, ST1000, hàng Daiwa chạy Baperin, hàng của Nhật. Máy hoạt động ok nha. Bay ngược ok. Mua tần số, mua vô sóng, lấy cước ok. Rồi. Giá công khai còn luôn, giá công khai con này là 250k. Đó. Tiếp theo sẽ là con máy số 7. Con máy số 7 là một con Shimano Holiday. Shimano Holiday. Đó. Hàng xứ xác theo thời gian nha. Nói chung hàng này đối với hàng bãi là hàng này là dạng tầm trung. Nó không phải hàng mới mà cũng không phải là hàng bãi luôn. Hàng này hàng của Nhật sản xuất nha anh em. Máy hoạt động bao mượt rồi. Đó. Khỏi nói. Con này anh em đi câu tôm, đi câu tra, câu cá trắng, đi đánh đi xô cũng được. Đây cứ ok. Quay ngược ok. Gấp tay quay lại ok. Rồi, giá công khai con luôn, giá công khai con này khoảng 250k. Máy số 7. Tiếp theo sẽ là máy số 8. Một con máy mô bin chết tay phải. Em nhắc lại nha anh em, con này là mô bin chết tay phải. Đầu nó không xả cước được nó. Lấy cước ok nè, đó. Con lăn nặng lăn chống gói cước nè, lăn nè. Đó. Hàng này hàng của Shimano, hàng Japan. Đó. Máy hoạt động nè. Bao mượt nha. Bao ok luôn á. Quay ngược ok nè, đó, quay tới ok nè, đó. Giá công khai máy luôn nha mọi người, giá công khai là 200k. Tiếp theo máy số 9. Con máy số 9 là một con Shimano bobin chất hàng cối nông. Con lăn bằng sứ tản nhiệt. Hàng Japan nha, Shimano. Ngoại hình con này em gơ đánh gơ vào tầm khoảng đây nó chạy nhớt rồi nè. Rơi vào tầm khoảng 90-95% bên sóng. Nói chung máy hoạt động ok. Không lỗi Shimano. Rồi giá công khai máy luôn nha mọi người. Giá công khai con này 250 cho anh em là để đánh lốc. Đó. Tiếp theo sẽ là máy số 10. Máy số 10 là một con Bicho hàng Baperin, xây 2.000, xây chuẩn 2.000, hàng Baperin, hàng của Shimano, sản xuất tại Malaysia.
Hàng này thì trơn tru khỏi bàn rồi, quay không kêu nha mọi người. Hàng này đặc biệt là có ABS nó quay nè, như trong trống luôn. Anh em nào tập lua câu tôm, câu mè, câu cá trắng, con này câu tra cũng được, câu cá tra, câu chim cũng ok, đánh ISO cũng được luôn đó, hoạt động trơn tru. Hàng ABS lấy cước ok đó, giá công khai luôn, giá công khai con này là 280k đó. Máy số con này máy số 10, tiếp theo sẽ là con máy số 11. Con máy số 11 vẫn là con Echo, nói chung là gấp tay là ok nè đó, hoạt động trơn tru nè đó, đây rất ok nè đó. Hàng ABS dính nè đó, hoạt động như khỏi bàn, giá công khai 280k đó. Máy số 11, tiếp theo sẽ là máy số 12. Con máy cuối cùng em lên hôm nay là một con Sinox, Sinox 2000, hàng GOB đó. Dòng tua là 1.5.2, xây tương đương gơ vào tầm khoảng 4000, cước 4 là 150m đó. À, Sinox cho anh em đó. Hàng GOB, hàng này chạy 3 mặt đạn, mô bin sống, lấy cước ok, lấy cước ok kê luôn, hoạt động chân chu nè đó. Tay quay là tay quay 5 gỗ, hoạt động không cần gì phải nói nữa, cái tới ok, quay lôi ok đó, một bên nè đó. Rồi, giá công khai mấy luôn nha mọi người, giá công khai con này là 350k. Hàng này chia cho anh em đến cha đến chim, câu ISO đó, câu quật đó. Rồi ok đó, tổng cộng 12 con máy lên cho mọi người hôm nay. Anh em nào mua máy vui lòng chốt để lại số điện thoại giúp em nha, em liên hệ thẳng với anh em luôn, con này của Nhật sản xuất đó. Tất cả những máy này em bán hàng em cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống như clip em quay anh em có thể trả về cho em. Rồi, cảm ơn anh em.